Bây giờ sẽ vô trong này để xem trong này nó có cái gì. Rồi, ôi bài đáp con này xịn giờ. Lật ngược lại. Wow, các bạn bay nguyên một con tàu vào đây luôn. Mình tưởng nó đậu lại chứ, nhưng mà không, nó bay thẳng vô đây luôn. À, trong này có cái bãi đáp. Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của tựa game No Man's Sky này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn căn cứ mới mình xây dựng trên hành tinh này. Đây là hành tinh Bunnock và nó khá là giống với hồi đầu hành tinh mà mình đáp xuống nha các bạn. Cũng y chang luôn, âm 55 độ và rất là lạnh luôn. Đây là cái tháp, gọi là tháp chính nha các bạn. Ở bên này là có một cái trạm thông tin và hai cái chỗ ở nhỏ. Đó, thì để tìm tới mình thì các bạn chỉ cần tìm cái tòa tháp nào mà cao nhất, đẹp nhất, to nhất. Cái bên là tháp của mình, đây. Cái nhà mình xây theo dạng 5x5 nha. Và ở đây mình có vài cái ô kính. Thì những cái ô kính này á, là trên hành tinh này nó có cái loại thực vật này. Và khi các bạn bắn nó ra thì nó sẽ ra cái Frost Crystal này. Và các bạn chỉ cần bỏ vô máy để nghiền ra được glass thôi và mình sẽ chế ra được ha. Thì tại mình có khá là nhiều đồ và hôm nay mình sẽ xây dựng một vài đồ mới. Đầu tiên là mình sẽ đi học. Nhiệm vụ thì mình làm sơ sơ những cái nhiệm vụ nhỏ rồi để chừa là những nhiệm vụ chính. Và trong video hôm nay sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ chính luôn. Đầu tiên là mình sẽ xem cái technology. Mình tìm được rất là nhiều cái đồ và mình sẽ học cái metal plating. Cái solar panel là cái năng lượng mặt trời các bạn. Với lại battery thì nó cần cái battery để nó giữ cái năng lượng từ mặt trời nó vô nha các bạn. Tại vì ban đêm nó sẽ không có điện, chỉ có ban ngày thôi. Nãy các bạn nhìn nè, nó cần phải kết nối với battery để giữ cái năng lượng lại, dùng cho những cái đêm tối thăm. Bây giờ mình chế metal plating với lại concentrate carbon. Đơn giản. Này, cho các bạn xem chế rất là đơn giản luôn. Cái carbon thì mình cứ nhét vô cái máy này thôi. Đây nè, mình nhiều dữ lắm luôn. Cái hành tinh này nó dồi dào carbon dữ lắm luôn các bạn ơi. Còn cái metal plating thì đã có rồi. Mình chế ra một cái một luôn. Rồi bây giờ vô máy làm thôi. Rồi, và mở khóa cái đầu tiên. Cái thứ hai mình không biết là mình đủ không. Rồi, không biết là xây dựng cái này thì bao nhiêu. Cần vài cái nữa. Ok, mình học luôn cái này nha các bạn. Xong. Rồi, và để xem coi mấy cái phần này nó xây như thế nào. Mình có cái health station nữa nè. Cái trạm này để hồi lại máu, nhưng mà nó có cái ionized cobalt. Cái cobalt này mình cần phải đi tìm, rồi mình vô cái máy để ra ionized. Uranium thì chưa có, chỉ có đi mua thôi. Cái signal booster này mình thấy nó chả có làm gì cả. Cái cell beacon cũng vậy, cho nên mình không có làm mấy cái đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, mình xem thử cái technology. Nó nằm ở bên phần power industry. Đây power nè. Đây, cái này là cái biofuel reactor, là cái lò sinh học các bạn. Nhưng mà nó tốn nhiên liệu dữ lắm luôn. Dùng cái solar panel này và mình cần, đó chính là 50 cái gold, 30 cái gold, 50 cái chromatic metal và một cái metal plating. Ôi, đơn giản phết. Có thể các bạn chưa biết là cái năng lượng mặt trời nó có thể đặt được bên trong nhà. Và bất chấp cái nền của mình nó trắng lại hết, nhưng mà nó vẫn nhận được năng lượng và có điện luôn nha các bạn. Đây nè, nó đang tạo được 51 kbs. Mình không biết là kbs là viết tắt của từ gì. Kilopower hả? Mình không biết viết tắt. Và nó đang vô cái battery này để nó chứa ha các bạn. Đây, hiện tại nó chứa được 10% rồi. Và tổng nó chứa là 4.900 kb. Nó vẫn đang lên ha. Thì mình để trong nhà cho nó gọn, cũng như là mình kết nối vào cái thùng này. Bây giờ mình đã có đồ chứa rồi nè các bạn. Storage container, và mình có thể chứa đồ được trong này ha. Hiện tại là mình không có nhiều cái cần chứa lắm. Và mình sẽ xây một cái giống bên kia luôn. Bây giờ xây lại cho các bạn xem ha. Đầu tiên là mình sẽ vô cái battery trước, vì nó là cái thiết bị chứa như điện á các bạn. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ xây hai cái solar panel ngay đây. Mình không biết là đặt đúng hướng không, rồi mình muốn đặt ngay cái hướng là nó sẽ đưa ra ngoài bên ngoài á cho nó đẹp, còn bên trong này nó hơi xấu, cho nên có thể mình sẽ chỉnh. Rồi, chỉnh chắc luôn rồi đó. Tuy nhiên hai cái đưa bên này, hai cái đưa bên này nó ngược ngược sao đúng không. Ok, hợp lý đó nè các bạn. Đó rồi, và tiếp theo là mình sẽ nói dây. Thì ở đây nó có cái electrical wiring ha. Cái dây này nói thì không có tốn lắm, mình nói vô đây một cái, mình nối vô cái này cho nó gọn. Cái dây này nó kéo đi lòng thòng được luôn á các bạn. Nó hơi kỳ cục một xíu ha. Mình nói cái đường dây nó có mấy cái dây nhìn nó thô thô cái gì á. Thời buổi bao nhiêu rồi mà không có dây. Cái này mình gắn cái này đúng chiều nó rồi. Rồi có điện. Ok, đã cấp điện cho toàn bộ và mình không có cần phải tốn cái gì cả, không có cần tốn nhiên liệu gì cả ha. Thiện đang ở gần khu mình á. Bây giờ mình sẽ ra ngoài, tại vì khu này đã xong là đã có điện khu của mình rồi. Và cái cổng này cũng như cái này đã làm được hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, teleport luôn cho nó gọn. Đi gì nữa. Đỡ tốn điện các bạn. Ây, sướng. Không cần nhét nhiên liệu vô, mình cần ra cái Ustokyo Junction. Rồi, rồi đi thôi.
Hiện tại là mình mới vừa khám phá ra được là cái trạm không gian ở ngoài đó đó, nó có một cái chỗ để mình chỉnh nhân vật cũng như là mình nâng cấp tàu, mình đổi tàu khác á các bạn. Đổi tàu thì mình mua tàu của NPC, còn nâng cấp thôi hoặc là mình có thể bán lại tàu cho nó, nhưng mà chưa. Đây bên này là cái bình thường đúng không? Bên này là bên nhận nhiệm vụ, các bạn phải bay qua bên kia. Bên kia còn một chỗ nữa mà mình không biết luôn á. Mình chưa bao giờ biết luôn. Cho tới khi hôm bữa mình thấy mình mới biết, mình nghi nghi bên này nó có cái gì đó, tại vì mình nhớ hồi đó mình đã từng chơi rồi, nó có cái gì đó nữa. Thì đúng là bên này mới có ha. Đây nè. Vô đây thì các bạn sẽ có những khu vực này, đây là khu vực bán đồ. Ở đây là mình sẽ có liên quan về con tàu của mình ha. Nó có thể đổi được ngoại hình hoặc là nâng cấp hoặc là mình bán nó đi. Đây nè các bạn, upgrade starship, và mình không có đủ tiền. Tại vì mình muốn upgrade cái storage, cái kho chứa của mình là 1000 unit, còn class là 10000 nanai. Mình hiện tại chỉ có chưa được 1000 nanai nữa. Đây nè. Có 605 mà còn 455 unit chưa được. Còn đây là cái chỗ để mình đổi nhân vật của mình. Nhân vật của mình hiện tại là người traveler. Và mình thấy cái bộ đồ trắng này khá là đẹp, cũng như cái đầu mình nó có cái đồ quay á. Mình có thể chỉnh qua người Viking. Cái này là nó là reset thôi chứ không có gì. Nè, các bạn sẽ đổi được cái reset nè. Đó, rất là nhiều, 10 bộ trang phục. Người ghét là mấy thằng lùm lùm, mấy thằng mà con mắt này kia đó, nhìn nó hơi kỳ. Kovac thì đẹp, mình thích cái kiểu Kovac này, nhưng mà cái bộ đồ nó hơi xấu, cho nên thôi mình không có chơi. Đây là nhân vật bình thường nữa các bạn. Đó, đây là nhân vật con người ha. Rồi, mình dùng cái này. Ok. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho các bạn xem về cái phần nâng cấp này. Ông này ông bán đồ liên quan về cái bộ suit của mình, exosuit đó các bạn. Đây, nói qua cái này. Đây, upgrade module, và nó sẽ có life support module nè. Rồi seal module, những cái đồ bảo vệ mình nó underwater, radiation, toxic đó. Mỗi một ông bán một loại nha. Ông này thì bán đồ liên quan về cái vũ khí của bộ đồ giáp của mình thì phải. Để xem có đúng không. Đúng rồi nè, exocraft cannon module nè, exocraft engine, laser boost, humbot drive. Đây là cái đồ liên quan về bay nhảy cũng như là súng đạn. Ông này thì liên quan về tàu. Mong ông sẽ có một cái loại khác nhau luôn, rất là hay các bạn. Đây, ông này là những cái đồ liên quan về bước nhảy cũng như là động cơ đồ các bạn. Đây là hyper drive, boost engine. Đó, tàu mình có nha, tàu mình có vài món mà hồi cho các bạn xem. Ông này là liên quan về vũ khí. Cái multi tool là cái đồ bắn súng của mình á, cái mài cái kiểu á, mining beam scanner nè, bla bla bla. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ chính luôn. Đây mình đổi màn hình ra cho các bạn xem ha. Tàu của tụi này mình có thể mua được nha. Con này nó có định giá, bấm vô chữ F thì nó sẽ ra là 1430 unit. Và mình chưa biết cách mua. Mình chỉ biết là như thế này thôi, mình không biết cách mua. Locate the pilot to begin trade. À, mình cần phải định vị cái thằng chủ của con tàu này mình mới trao đổi được với nó. Con tàu này nhìn xấu, đây nè con tàu là chủ nó đúng không ta? Chắc là đúng. Đây, ok. The pilot look displayment and my request to trade. Nói chung là nó định trao đổi rồi, nhưng mà nó nhìn lại thì nó đổi lại, nó không cho đổi nữa. Đó, mình có thể bán, mình mua hoặc là đổi tàu thôi. Đó, thằng chủ bên này ha. Còn con tàu kia nó bay đi mất tiêu rồi các bạn. Nên bây giờ đi lên tàu và đi làm nhiệm vụ thôi. Trước mặt mình có một cái đồ này, nhiệm vụ hiện tại chính của mình luôn. Đó chính là cái The Space Anomaly, là một cái con tàu mẹ và... Ôi, gì? Đây các bạn. Ủa? Đây, cái Space Anomaly nó nằm ở gần cái hành tinh Kiviani ha. Và lúc nãy mình hơi nhầm một xíu, mình ra xong mình vòng vô lại luôn. Bây giờ mình sẽ nhảy tới đó. Cái này em nhận là bóp méo không gian, nó cũng giống giống như bước nhảy không gian, bước nhảy alpha, tà le trơn, nó như nhau thôi. Cái warp drive thì ở ngoài đời có nghiên cứu. Rồi 11 giây nữa tới, và nó là một con tàu mẹ to đùng luôn nha các bạn. Tới đây cho các bạn xem, mình bên thấy rồi. Tại vì mình muốn cho các bạn xem cho nên mình mới đợi. Tới bây giờ mình cho các bạn xem thôi. Đây, nó trước mặt nè các bạn, cái cục tròn như quả cầu vậy đó. Đây, và bây giờ mình cần tìm cái cổng vô của nó. Nó có một cái đường đi đi vô. Đấy, mình tìm thấy cái đường vô rồi các bạn. Bay vòng mới thấy nó là cái cục tròn, cho nên tìm hoài tìm không ra luôn. Bây giờ sẽ vô trong này để xem trong này nó có cái gì. Rồi, ôi, bài đáp con này xịn giờ. Lật ngược lại. Wow. Wow, các bạn bay nguyên một con tàu ở đây luôn. Mình tưởng nó đậu lại chứ, nhưng mà không, nó bay thẳng vô đây luôn. À, trong này có bãi đáp. Ôi xịn. Ê, cái anomaly này là cái chỗ mà tất cả mọi người có thể gặp nhau luôn nè. Mình thấy tên người chơi luôn rồi nha các bạn. Đây có nhiều con tàu xịn quá nè. Đây nè, tàu này là tàu của người chơi luôn chứ không phải tàu của NPC nữa đâu. Tàu NPC là nó không có mấy cái thông tin như thế này.
nó nhiều thông tin lắm. Còn tàu người chơi á là nó rất ít thông tin, nó chỉ có tên thôi. À, các bạn thấy không? Xin. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên nơi để nói cái gì đó. Đây là mấy người chơi luôn nè các bạn. Đây nè, mình có thể gặp được nhau nữa đó. Yaserus rồi đó. Các bạn thấy cái hình Steam không? Là người chơi với nhau ha. Ok, khá là thú vị. Để mình nhìn bên trong đi, để mình nhìn này khó chịu quá. Đây cho các bạn xem vài con tàu. Con này là Yaserus Starship. Đó. À, vài con, ê con kia con bóp giúp mình nè. Mình lên đây nói chuyện. Ê, anh gặp được mấy người kia ở ngoài đây rồi nè mấy đứa. Cái người nào anh? Cái người chơi khác luôn á, Steam khác luôn á. Lên cái Anomaly là gặp nhau hết nè, cái tàu mẹ á. Uầy, xịn lắm. Lên trên con tàu mẹ làm tới nhiệm vụ mở tàu mẹ á. Nó có cái Anomaly á. Như một con tàu bự luôn. Vô đây là gặp được nhau hết luôn. Rồi bây giờ mình hỏi bla bla, mình hỏi cái này mình hỏi đại đi. Nhiệm vụ nó không hướng dẫn rõ lắm. Thích hỏi nào mình hỏi. Các bạn có để ý là trên đầu này nó có một cái vòng không? Kiểu như nó là một cái gì đó xịn sò trên tàu vậy đó. Chỉ huy tàu hoặc cái gì đó. Rồi, nó hướng dẫn mình vài cái. Và bây giờ nó kêu mình đi nói tới Polo. Cái này xịn quá các bạn ơi. Đây, Specialist Polo đây hả? Nói chuyện với ông này nè. Hello. Này là người ghét nha. Mấy con ghét này nó nhỏ xíu. Nó hai con mắt lòi lòi như con ếch vậy. Hỏi làm sao. Cái này mình đội đọc nó cứ bấm nhanh thôi. Vì nó nói mình lao lao không à. Rồi tiếp theo nữa là The Space Anomaly. It's a hub for traveler and next that unite them wherever they were deliver. Bây giờ nó kêu mình đi nói với mấy cái người chơi khác để tìm được, để được cái nanai và mình học những cái công nghệ mới. Ôi, nghe hấp dẫn quá các bạn. Rồi tiếp theo nó là tìm cái đường để đi xây gì đó, để bây giờ mình nói thử với mấy người chơi này. Nó càng nhiều chắc là càng được đồ. Sao nó nói chuyện ta? Sao nó nói chuyện đây? Mình không nói được các bạn, mình tới là mình nó chỉ mời vô cái nhóm thôi. Và cái này mình nghĩ là dành cho những cái người mà cấp cao kéo người cấp thấp được luôn. Mấy người xịn xịn kéo được luôn mấy người cụ bắp như mình nữa. Làm làm là. Trời ông này cái đầu kìa. Bây giờ đưa cái dữ liệu mấy cái hành tinh. Ok, ông này kiểu là người quản lý mấy cái hành tinh á. Mình sẽ được nanai. Thì ra nói với ông này, mình tưởng đi nói với người chơi. Bây giờ Technology Researcher để tìm những cái bản blueprint mới, bản vẽ mới. Mà nhìn nè, xịn. Giả mang luôn con tàu mẹ này, công nhận. Đã thiệt. Nên phải rủ mọi người lên đây mới được. Lên đây gặp được nhau hết nè các bạn nhìn nè. Nhìn nó làm cái gì á. Construction Research Station. Nó cũng như cái máy ở nhà mình á, nhưng mà nó chắc là xịn hơn. Đây ông này mới là cái ông mà mình cần nói chuyện. Cho em nâng cấp bộ giáp đi anh ơi. Đúng rồi, giáp em nó chán lắm rồi. Mình nâng cấp nè. Hazmat Gauntlet. Cái jetpack này mình nâng cấp được Rocket Boost. Rất là nhiều đồ luôn. Mỗi một cái này mình mua sẽ là bằng tiền nanai nha các bạn. Cái này là cái tai. Cái này là cái Symbol Translator. Ê, cái đồ dịch ngôn ngữ nè. Rồi, mua này thôi. Nhìn đông đưa thấy ghét đi. Mua này nó vô người mình trong ta. Tại vì nhiều quá mình không có gắn được mấy cái item này lên trên con của mình. Oxygen Rerouter. Xịn quá. Này sau khi mua xong á các bạn vô phần Exosuit, các bạn bấm vô Install Technology thì nó sẽ có cái này ha, Symbol Translator. Mình hiện tại đang có cái Bionic Bullwatch cộng thêm 33% máu, cái này thì cộng 15% sự sống của mình, và cái này thì bay nhanh hơn hay gì đó. Đó, nói chung là các bạn muốn mua cái gì của ông này thì mua. Ok, hiểu rồi. Rồi sau khi mua xong thì bây giờ nó lại dắt mình qua một người mới nữa, và nó liên quan tới cái Salvage Technology. Là những cái đồ mà nó hay chôn phía dưới thì phải. Để mình còn cách nó hình như nó ở bên này để mình đi tìm. Ôi các bạn ơi, mình đi nhầm đường nhưng mà mình vô được một cái khu giống như là cái trung tâm của cái con tàu này vậy các bạn. Nè, xịn lắm luôn, giống như trong cái phim X-Men á. Có cái đồ này luôn nhưng mà mình không có dùng được ha. Đây nè, thế nào đi ra nó sẽ tắt đèn. Đó, có người chơi vô nữa kìa. Tụi nó cũng đi nhầm đường như mình á. Ở đây có một cái cổng quáp to đùng luôn. Wow. Rồi, đi về lại thôi, đi nhầm đường rồi. Khu này công nhận đã đẹp. Nhiệm vụ này á, có một số cái nhiệm vụ á các bạn chơi nó rất là hay, nhưng mà có một số nhiệm vụ nó hơi nhàm một xíu, cho nên thường là mình sẽ bỏ qua những cái nhiệm vụ hơi nhàm. Mình sẽ đi tới thẳng nhiệm vụ hay hay như thế này luôn ha. Nhiều cái để khám phá lắm luôn. Cycling Trio Room. Ôi cái phòng mới nè các bạn, mở khóa thôi ngần ngại gì. Cái chỗ mới nè, cái tròn 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 á. Square Room rồi Straight Corridor rồi Doors. Ôi cái này có một cái à. Được.
Yeah, mình mở khóa được vài cái rồi, tiếp theo nhiệm vụ xem cái mình làm tiếp. Rồi, tiếp theo đó là Speak to Nada about Artemis. Rồi bây giờ lại nói với cái ông lúc nãy nữa. Đã quá, làm tới nhiệm vụ lên tàu mẹ đi, có nhiều cái hay lắm. Mở được cái buồng ở mới luôn, không cần xây nhà từ ngô nữa rồi. Nguyên cái vòng tròn luôn. Đó, vậy bình mình thường hỏi. Nhà cũng có mà em đang xây nè. Ờ, vậy là em lên đó rồi, em học rồi đó. Ở nhà đâu có đâu. Đâu, cái chai đất đúng không? Chai đất nào? Cái cục bự bự đúng không? Cục bự bự tròn tròn á em. Chui vô chổng ở được, không cần phải xây cái nóc ở trên nữa. Không, ý là con tàu mẹ á. Ờ, con tàu mẹ bự bự đúng rồi. Ê, mình được, ê, 1.700 năm nay. Rồi bây giờ là Return to Space, Lure about Artemis, Among the Star. Kiểu như nãy là mình chuyển dữ liệu cho ổng á các bạn, dữ liệu về những cái lúc mà mình đi khám phá hành tinh á. Cho nên mình được tiền ha, mình được 1.700 nice. Rồi bây giờ mình sẽ đi về cái không gian của mình. Rồi đi thôi. Hay quá, nhưng mà khu này đảo hôm nào mình sẽ lên tái ngộ lại. Cái tàu này mình không biết nó nằm ở đây cố định nên nó sẽ đi nhiều cái. Nhưng mà các bạn nhìn tàu nó bay vô lát vậy. Ôi tàu đó kìa. Mấy con tàu này không bán được, không mua được, tàu hiếm, nhiều con tàu nhìn nó lạ. Tàu nào của mình, tàu nào của mình. Rồi đi thôi, bye bye mấy anh. À, cái này nó ở bất cứ khu nào, nói chung là chỉ nằm trong cái dãy ngân hà này thôi các bạn. Bây giờ mình có thể bay qua khu của Thiện hoặc là khu của Khang, cái dãy ngân hà của Thiện với Khang á. Đó, ở đâu chả được luôn, hoặc là mình sẽ bay ra ngoài thì mình sẽ lạc ở một khu nào đó hơi xa một xíu ha. Đó, cái cổng này cổng quáp luôn, cái cổng quáp dịch chuyển mình ra đây luôn. Rồi, bây giờ thôi, tụi kia nó kêu mình bắn nhau mấy thằng kia á, mình lười bắn, bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ các bạn. Tụi này tụi nào đây? Cái gì đây? Diện lên trong tàu tụi đây. Gì vậy? Alo. Gì vậy ta? Nhiệm vụ bây giờ nó kêu mình là đi về nhà. À, phải mở lên mới nghe được các bạn. Đây nè. No signal. Cái này nữa hả? Identify yourself. Ơ, hình như cái thằng này là cái thằng mình đi tìm nè các bạn ơi. Tại vì nó hỏi mình làm sao mình tìm được, nó mới kêu là mình tìm được con tàu bị hư của nó đó. Bây giờ mình hỏi nó thôi, mình hỏi các kiểu để mình đi làm nhiệm vụ cốt truyện tiếp thôi. Rồi, kết thúc cuộc trò chuyện. Trời, mình tưởng nó thằng nào nó vô nó định tống tiền mình chứ. Hết hồn à. Rồi, bây giờ nó bắt mình đi chiến với tụi kia. Hoặc là locate a long distance trimester. Ờ, giờ scan. Rồi, sao nữa? Ơi, okay, có rồi nè các bạn. Đây, ok, đi thôi. Rồi, tới đó nha các bạn. Nó nằm trên hành tinh của mình luôn, hành tinh Bunok này luôn. Và để xem tín hiệu này như thế nào. Trong game này có nhiều bạn hỏi mình là tại sao không chơi chung với những người bạn của mình, Khang nè, rồi Nam Đất, rồi Hòa, Thiện các kiểu á. Thì ôi nó tự đáp luôn nè các bạn. Ủa đâu, gì vậy, tưởng nó tự đáp chứ. Trời, tưởng gì bay lẹ lắm, xong cuối cùng đập mặt vô kia tốn hết cục máu máy bay. Thì cái game này mỗi người làm một cái nhiệm vụ riêng nha các bạn, không ai giống ai, cho nên là nó sẽ không có được chơi cùng với nhau. Sau khi các bạn làm đỡ được nhiệm vụ này rồi thì mình nghĩ mới chơi được ha. Với lại mỗi người là một con tàu riêng nữa. Trụ này giống trụ của mình quá. Ngại ghê luôn vậy. Giờ đi lên hả? Trụ mình đâu cần bấm cái này đâu, cái này nó còn bấm nữa. Rồi đi lên. Xem cái trên tín hiệu này là cái gì. Cái này là cái bộ truyền tín hiệu thôi chứ không phải là vị trí của thằng kia đâu. Leo mệt thiệt chứ. Thời đã bao nhiêu rồi còn phải đi leo những cái bậc thang này nữa. Thang thì đẹp đó nhưng mà... Đây. Bây giờ mình cần có Power Condenser. Ồ, mình cần xài sodium hả? Được, dễ thôi. Lộn xộn. Tune to Atomic Frequency, cái tần số của cái Atomic đó. Rồi, tiếp theo nó là cái gì đây? Rồi, bây giờ truy cập cái dữ liệu của nó xem là có cái gì. Lạp lạp lạp, hết rồi đó. Rồi, bây giờ đi về là cái Atomic hả? Sao nhiệm vụ gì mà lộn xộn vậy? Tôi mất mệt. Ủa, ê, đây nè. Ủa, cái coi cái... Wow, vô đây nói chuyện được hả? Alo.
Ôi hay vậy các bạn, mình tưởng nó phải bay về kia chứ. Cái này là cái con lúc nãy hiện trong cái máy của mình nè. Mình là real, mình là thật. Nó nhiều mình lừa dịch, mình cũng lừa độc luôn á các bạn. Cứ bấm đại vô nhanh thôi. Nói chung cái thằng này là cái thằng mà lúc trước phát đi cái tín hiệu và không biết tại sao mình tìm được ha. Thì mình tìm được con tàu của nó và bây giờ mình gửi cái tín hiệu con tàu của nó đó. Thì nó kêu là nó đang ở một cái thế giới hành tinh có mặt trời và nó không có cái gì cả, ở một mình, không có bộ đồ này luôn. Không giống như là không có những cái đồ hỗ trợ luôn á. Tàu nó nằm tuốt ở khu kia. Rồi bây giờ mình chấp nhận với cái kia. Rồi bây giờ mình đi tìm nó để mình giúp nó. Tự nhiên không đâu giúp nó. Nhưng mà đồ này xịn quá các bạn. Sinner Booster. Cái này lười học nhưng mà nó có sẵn, may quá. Bây giờ nó kêu mình là tạo cái đó hả. Ok, đặt cái beacon đầu tiên. Rồi bây giờ đi về nhà cái đó. Rồi mình đã về nhà rồi, bây giờ mình sẽ xây cái signal booster này lên. Và nó có một cái tín hiệu riêng luôn, giống như cái cái gì ta, cái địa chỉ IP cái gì á, quên rồi, địa chỉ máy, mình quên cái đó gọi là cái từ gì rồi. Bây giờ locate nearby structure. Cái này mình định vị những cái khu vực xây gần chỗ mình. Thì khu này không ai xây cả, tại vì một cái bay các bạn claim á thì nó sẽ cho khu vực này là của mình thôi, không xây được trong này ha. Cái gì đây? À có một khu. Hay đó. Tiếp theo nó làm cái gì đây? Tiếp theo là cái này. Mình cứ chọn đại thôi, bây giờ nhiệm vụ nó kêu chưa làm gì hết trơn. Triangle your position. Play first beacon. Ôi cái beacon các bạn ơi, nhầm rồi. Cái beacon chứ không phải là cái kia. Ủa? À không phải đặt thêm một cái giống như vậy nữa nha các bạn. Không phải là đặt thêm cái kia mà là cái này nữa, nhưng mà thêm một cái nữa, nó kêu là đặt the second booster. Rồi và mình không biết là mình có đủ đồ hay không, mình sẽ đặt thêm một cái nữa. Ok, đủ luôn nè. Nhưng mà không đặt được trong này hết ta. Đặt ở đâu á, đúng rồi, đặt ra hình tam giác hả? Nếu như theo mình hiểu á, đây nè. Tại vì các bạn nhìn nè, triangulate your position, play second beacon, và mình nghĩ nó đặt tới 3 cái lần. Cho nên mình sẽ đặt thử 3 góc nhà thôi, được không ta? À các bạn ơi, mình hơi nhầm một xíu đó, chính là ở đây nó kêu mình đặt 3 cái máy, mỗi máy trên một hành tinh khác nhau để báo hiệu cho vị trí của mình cho thằng Artemis, cái tàu mẹ đó các bạn. Và mình có một cái nhiệm vụ mới đó cho là The Alapas. Nó kêu mình đi vô cái hố đen. Hẹn các bạn tập sau, mình sẽ chui vô thử xem bên trong nó có cái gì ha. Còn mấy nhiệm vụ này thì mình cứ bay đi bay lại thôi. Community Research, đây là những nhiệm vụ phụ, nó cũng không có quan trọng lắm. Ok, hẹn bạn tập sau nha, mình sẽ làm những video đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tựa game No Man's Sky này. Chào các bạn, bye bye.